Mình tên là Lê Gia Bảo, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Các bạn ạ, như chúng ta đã biết, sách là nguồn tri thức vô hạn, cung cấp cho con người nguồn kiến thức rộng lớn về cuộc sống, cỏ cây hoa lá và các sinh vật sống quanh ta. Bên cạnh đó, sách còn là nguồn giải trí thú vị, bổ ích qua những câu chuyện cười, chuyện hài hước. Từng trang sách mở ra cho chúng ta nhiều điều thú vị ở cuộc sống quanh ta. Hẳn trong con tim chúng ta, mỗi người đều luôn theo đuổi một mục đích riêng của mình. Nhưng có lẽ không ai là không biết yêu cái hay, cái đẹp. Ở đó có tình yêu quê hương, đất nước, con người và cả những điều thân thuộc giản dị xung quanh chúng ta. Hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn con người điển hình như thế qua tập thơ Góc Sân và Khoảng Trời, Hạt Gạo Làng Ta. Tập thơ Góc Sân và Khoảng Trời, Hạt Gạo Làng Ta của tác giả Trần Đăng Khoa, nhà xuất bản Mỹ Thuật, được xuất bản vào năm 2016 với 43 trang trên khổ giấy 20,5 x 27 cm. Bìa được in phong cảnh làng quê của chú bé Trân Châu đang thổi sáo. Tất cả những hình ảnh đó đều rất thân quen, gần gũi với làng quê Việt Nam và thể hiện một sức sống trẻ như chính tâm hồn thơ của cậu bé Khoa. Tác phẩm là một buổi sáng nhộn nhịp của cái Na, chị Tre, bác Nồi Đồng, bà Sân, ông Trời. Là một buổi chiều ngày mùa rộn ràng của anh dân quân, chị chủ nhiệm. Không thể không kể đến bài thơ Hạt Gạo Làng Ta. Đó là hình ảnh mang tính chất biểu tượng. Hạt gạo hay chính là hạt ngọc quý của quê hương. Qua bài thơ, Trần Đăng Khoa muốn gửi gắm sự biết ơn đến những người lao động. Từ đó, giúp chúng ta biết trân trọng hơn ý nghĩa của sự vất vả chân lấm tay bùn để tạo ra những hạt gạo quý giá ấy. Bài thơ đã được phổ nhạc thành bài hát quen thuộc trong lòng người dân Việt Nam chúng ta. Hạt gạo Làng Ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Vậy còn chần chừ gì nữa các bạn, chúng ta hãy cùng tìm và đọc những bài thơ này nhé.